Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Thực hư câu chuyện về người con bí mật của vua Charles và Diana. Cô con gái bí mật này được cho là đã chuyển đến sinh sống tại New England kể từ khi xảy ra vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của Diana vào năm 1997. Vương thất Anh từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thuyết âm mưu khác nhau, ngay cả những thành viên đã ra đi, bao gồm cố vương phi Diana cũng không thoát khỏi những lời đồn đoán. Trong số những giả thuyết đó, câu chuyện về người con bí mật của vua Charles và Diana được xem là vô lý nhất, nhưng đồng thời cũng thu hút sự quan tâm của nhiều người. Sarah Spencer, cô con gái bí mật của Charles và Diana. Thuyết âm mưu này được đưa tin lần đầu vào năm 2015 bởi Globe, một tờ báo lá cải của Mỹ. Cụ thể, tờ báo này tiết lộ rằng vào thời điểm đó, Kay đang đến Hoa Kỳ để gặp một người phụ nữ có tên là Sarah Spencer. Câu chuyện bắt đầu vào tháng 12 năm 1980, chỉ vài tháng trước khi vương thất tuyên bố lễ đính hôn giữa Charles và Diana. Theo đó, nữ vương Elizabeth đã yêu cầu Diana đến gặp bác sĩ để kiểm tra xem liệu cô có khả năng sinh ra người thừa kế hay không. Trong lần kiểm tra này, một số tế bào trứng của Diana đã được thu thập và cho thụ tinh cùng với tinh trùng của Charles. Mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ. Việc thụ tinh được thực hiện thành công và theo nhiều quy ước, toàn bộ tài liệu cũng như phôi thai sẽ được bác sĩ chịu trách nhiệm hủy bỏ. Thế nhưng, một trong những vị bác sĩ trực tiếp khám cho Diana đã bí mật giữ lại phôi thai này và cấy nó vào tử cung của vợ mình. Thậm chí, ngay cả người vợ cũng không biết rằng mình đang mang thai hộ con của người khác. Cả hai sau đó đã biến mất cùng với đứa con gái mang trong mình dòng máu vương thất. Theo giả thuyết này, đứa trẻ đã ra đời vào tháng 10 năm 1981 và được đặt tên là Sarah. Khi Sarah ở tuổi đôi mươi, cả cha và mẹ cô đều qua đời do một vụ tai nạn xe hơi. Đó cũng là lúc cô tình cờ phát hiện ra rằng mình không phải con ruột của cha mẹ mà được sinh ra từ một phôi thai hiến tặng. Sarah từng cố gắng tìm kiếm cha mẹ ruột của mình, nhưng trong quá trình đó, cô đã nhận được những lời đe dọa nặc danh. Quá sợ hãi, cô nàng trẻ quyết định chuyển đến Mỹ và sống một cuộc đời ẩn dật. Sarah đã không hề hay biết về dòng máu vương thất của mình cho đến tận khi Diana qua đời. Điều duy nhất cô biết là mình có một gương mặt rất giống với vương phi của nước Anh. Tờ báo này cũng tuyên bố rằng William biết đến sự tồn tại của chị gái mình vài năm sau đó và từng sắp xếp để đến Mỹ gặp cô. Thế nhưng quyết định này lại không được tán thành bởi vương thất, vậy nên Kay đã thay thế chồng mình đến gặp Sarah. Sarah Spencer có thực sự là con gái của Charles và Diana? Theo Daily Mail, một người bạn của Diana đã khẳng định rằng vương phi từng trải qua một cuộc kiểm tra sức khỏe sinh sản cho hôn nhân. Tuy nhiên, ngay cả khi tin tức này là đúng, vẫn không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy trứng của bà đã bị đánh cắp. Trên thực tế, quy trình kiểm tra sức khỏe sinh sản thông thường cũng không hề đòi hỏi phải lấy trứng vào thụ tinh, vậy nên việc Sarah tồn tại được xem là một điều hoàn toàn vô lý. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.